Dạ vâng, em Quang kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem và đang theo dõi clip em Quang ạ. Thì hai hôm nay em Quang về được rất là nhiều xe quý anh chị. Hai hôm nay em Quang về được khoảng đâu đó gần chục chiếc xe đó quý anh chị ạ. Từ Kia Seltos này, Peugeot 5008 này, rồi hai con Kia Carnival này, rồi Hyundai Tucson mẫu mới 2022 nè, Hyundai Tucson mẫu cũ 2021 nè. Rồi nhiều vâng, em quay về rất nhiều luôn. Nhưng hôm nay em quay tranh thủ đánh con này ra quay trước. Tuy con này đi hơi nhiều một tíu xíu, đi 42.000 sẽ xuất 2022 nha quý chị. Trước mắt quý anh chị đây là Peugeot 5008. Peugeot 5008 sản xuất là 2022 nha quý chị nhé. Phiên bản là phiên bản City Line, màu rất đặc biệt quý anh chị, màu nâu mà nhìn nó rất đặc biệt quý anh chị nha. Cái màu này thị trường rất là hiếm quý anh chị. Ở trên thị trường không có nhiều cái màu này đâu. Màu nhìn rất là sang nha quý chị nhé. Nhìn rất là sang luôn, màu này đi chắc là rất là sạch đây, cực kỳ sạch nha quý vị ha. Sản xuất 2022, bản City Line mà đi mới có quên, đã đi 42.000 km nha quý chị. Và giá thì rất là mềm, giá chỉ ngang với Peugeot 3008 thôi. Ở 3008 City Line bữa em bán cũng 965 mà con này em bán 906 thôi quý chị. Con này mua mới thì quý chị lăn bánh theo đó khoảng 1 tỷ 400 mấy chục triệu nha. Và đi 2 năm quý chị tiết kiệm được 400 gần 500 triệu so với xe mới quý anh chị. Gần 500 triệu so với xe mới quý chị nhé. Xe rất đẹp nha quý chị nha. Xe vừa về luôn. Hôm qua mới đem về hôm qua xong. Đây, chưa qua dọn rửa, chưa qua spa gì hết quý chị nhé. Xe rất đẹp. Hiện tại thì có móp bị chày móp xíu đây nè. Đây. Đó, bị chày một móp mà bị chày móp xíu ở đây nha quý chị nhé. Đây nè, cả miếng nhựa này cũng ở đây luôn nè. Rất là nhẹ thôi, không nhiều lắm quý chị ạ. Rồi em kiếm vết, em vết chạy em quay cho mấy chị xem nhé. Xe em quay bán ra trước giờ có sao em quay nói vậy đâu quý chị, chứ không có giấu giếm với chị đâu. Nhiều khi có những vết chạy lớn hay những vết xước lớn hay là vết móc gì đó em quay cũng quay hết cho quý chị luôn mà. Có bây giờ em quay giấu giếm đâu quý chị, nào xem clip em quay nhiều rồi quý chị biết ha. Chạy xước em quay nói, móp méo em quay nói, nhưng mà riêng về phần đâm đụng ngập nước là 100% là bên em quay không có nha quý chị nhá. Đâm đụng nặng ảnh hưởng tới keo chỉ nè, ảnh hưởng đến khung gầm nè, là 100% là bên em không có nha. Đâm đụng ngập nước là bên em không bao giờ bán những xe đó nha quý chị nhé. Hoặc là những xe đã bung máy móc ra sửa chữa rồi em quay sẽ không bán luôn nha quý chị. Em quay chỉ bán xe zin thôi quý chị ạ. Móp chạy xước có, móp có chạy xước nhẹ nhẹ có, chứ không bao giờ bán xe lỗi quý chị nha. Có cam kết bằng văn bản hợp đồng đàng hoàng, có cam kết bằng văn bản hợp đồng. Nếu mà có vấn đề đó em quay sẽ hoàn lại 100% số tiền em quay đã thu nha. Còn nếu anh chị nào mua xe mà lên test xe trước á, mà phát hiện ra đâm đụng ngập nước máy móc đã bung ra sửa chữa rồi, em quan đền gấp đôi cọc cho quý anh chị. Nếu mà quý chị ở xa, ví dụ như quý chị ở xa đặt cọc em đem xe lên test thì em sẽ đền gấp đôi cọc. Còn quý chị nào lên trực tiếp cửa hàng em quan mà test ra có, em quan tặng xe cho quý anh chị luôn nhé. Ở tiếp theo vào sâu vào phần con xe quý chị ha. Ở bản phiên bản City Line này thì khá là đầy đủ đồ chơi hơn ở phiên bản Alu hoặc là phiên bản Acti ha quý chị ha. Phiên bản Alu, ở phiên bản Alu thì cũng có cửa sổ trời nè, nhưng mà sẽ không có radar phanh khẩn cấp và cũng có không có cái cảm biến, không có tự lùi chuồng quý chị, không có chức năng là tự lùi vào điểm đổ quý chị nha. Ở phiên bản Alu thì thiếu thiếu như đó, còn phiên bản Acti thì phiên bản thiếu nhất là phiên bản sẽ không có cửa sổ trời luôn. Ok, đợi tí nha quý anh chị. Quý anh chị video bị cắt khúc nha, tại có mấy anh bảo vệ anh tới nhắc nhở đậu xe. Tại khu này cũng chưa có người đi đi lại mà, nói chung là mấy anh cũng hay nhắc nhở quý anh chị. Tiếp tục vào phần xe quý anh chị ha, thì em xin giới thiệu sơ qua một xíu nữa. Thì ở xe con phiên bản City Line này thì nó sẽ được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng là full LED luôn quý anh chị nhé, full LED luôn. Ở bản Alu cũng full LED luôn, rồi có phiên bản Acti thì sẽ đèn halogen bi vàng nha quý anh chị. Về phần nhỉnh hơn ở phiên bản Alo á, thì con này sẽ có thêm một cái radar này quý chị. Radar sử dụng để phanh khẩn cấp hoặc là adaptive control. Ê, quên, phanh khẩn cấp nha quý chị nhé. Con này không có adaptive control. Và cảm biến thì nó sẽ có cảm biến lùi chuồng nha quý chị, là hai cái cảm biến hông nè, là con này 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau nha quý chị. Nó sẽ có tự động dê vào điểm đổ là có 6 con cảm biến đó quý chị ạ. Rồi, mâm thì cũng bằng nhau thôi, cũng kích thước mâm cũng là mâm phay 2 màu, kích thước mâm là 19 inch nha quý chị nhé. Con này lên lốp Michelin rồi nha quý anh chị. Anh chủ anh lên nguyên bộ lốp Michelin mới lên luôn, mới lên được, anh bảo là lên mới được 2 tháng mấy thôi. Đây nè quý anh chị xem nè, cái gài lốp nè. Đó, mới tin luôn mà. Anh chủ anh bảo mới lên được 2 tháng mấy thôi.
Đó là lên nguyên dàn lớp này cả công luôn là 22 triệu quý anh chị ạ. 22 triệu quý anh chị nhé. Bên nội thất thì ở mẫu mới này thì là mọi nội thất nó giống nhau cả thôi quý anh chị. Nội thất Bajo nha quý anh chị nha, đi rất là bền nha, những con 2018 tới bây giờ quý anh chị. Nội thất nhìn cũng rất là đẹp luôn, nội thất của Bajo rất là đẹp quý anh chị. Nó không có bị xuống như là Kia đâu. Kia đi tuy là đi sướng mấy năm đầu nhưng mà nội thất mau xuống quá quý anh chị ha. Quý chị ơi. Rồi, táp ly thì bọc da luôn nha quý chị, nâng hạ gương, bốn gương auto nè. Rồi, và bên trong xe thì cách âm rất là tốt nha quý chị nhé. À, đóng cửa nghe tiếng vút một cái cũng nghe là hay. Ghế tài và ghế phụ là chỉnh điện nha quý chị nhé. Ghế phụ bên này cũng chỉnh điện nè. Rồi. Cần số thì ở phần trung tâm điều khiển á, thì cần số thì nó sẽ khác biệt so với những dòng khác. Ví dụ như xe hàng bây giờ nâng cấp lên nút bấm hoặc là nút núm xoay, còn Peugeot thì trước giờ vẫn là cái thanh này, nhìn rất là có nhiều anh chị nào giỏi tưởng tượng thì giống giống như là phi cơ mấy chị hay nói là khoan độ khoan khoan này hay giống của phi cơ phi công gì đó. Em quen thì chưa lên máy bay thì em quen chưa biết nhưng mà anh chị hay nói vậy thôi. Đó là những nút bấm nè. Ở đây những nút bấm điều chỉnh là như nghe nhạc, nghe gió rồi điều khiển xe này kia. À, chỉnh chế độ lái. Ở ngoài cái này không phải chế độ lái nhưng mà chế độ địa hình nha quý chị nhé. Chế độ địa hình. Chế độ lái con này chỉ có bình sport thôi, chế độ lái sport với lại chế độ thường thôi là hai chế độ lái thôi. Có phanh tay điện tử này cũng không có auto hold luôn nha quý chị. Ở trên vô lăng thì có không không nhìn thì quý chị như vậy quý chị thì sẽ không nghĩ là sẽ có nhiều công nghệ gì đâu, nhưng mà giấu ở đây nè quý chị, như ở đây có lim nè. Để em lấy nét lại. Đây, như đây có lim nè và cruise control là hai chế độ ga. Xe ô tô thì 42.000 km nha quý anh chị. Sao mà ở đây lấy nét không được. Đây, xe 42.000 km quý anh chị ạ. Màn hình trung tâm khá lớn nhưng mà chỉ xài được Bluetooth hoặc là Apple CarPlay, Android Auto hoặc là chỉnh Bluetooth, chỉnh gió điều hòa này kia hoặc radio thôi quý chị. Quý chị nào muốn xem YouTube hay là muốn xem TV gì đó, quý chị có thể hack lên một cái Android box nha quý chị ha. Android box giờ mua khoảng 6 7 triệu vậy quý chị. Rồi, cốp sau có đá cốp nha quý chị. Cốp sau có đá cốp, cốp điện luôn. Thì em xin phép chạy thử một vòng với quý chị tham khảo ha. Con này em đang để chế độ sport nè. Con này rất là hay nha. Ở chế độ sport á thì nó sẽ có một cái loa. Bô xe thì là bô êm nha quý chị, bô êm không có phải bô nổi gì đâu. Nhưng mà khi quý chị vào số đi sport á, quý chị nó phải có loa nè, em đạp ga nha quý chị nghe nha. Nó sẽ có một tiếng ù nổ bùm 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 là tiếng loa phát ra nha quý chị chứ không phải là tiếng bô nha. Tiếng loa phát ra. Ok, ra đây đi, ra đây rồi rồi, rồi em chạy thử cho quý chị nghe. Sau này lại không lấy nét được ta. Đây quý anh chị. Đó, bắt đầu nét lại nè. Nè quý chị nghe không? Nghe rất là đã luôn. Nghe kiểu rất giống xe đua vậy ha. Khi về số nha, khi đang chạy nhanh làm chạy nhanh thử cho quý chị xem nha. Nhanh nè, nó về số nó làm cũng rất là giống với xe đua. Cảm giác lái rất là thích quý anh chị. À, xe này nó có trợ lực điện đó quý chị. Con này trợ lực điện là siêu nhẹ luôn nha. Khi nào mà quý chị mà đánh đánh nguội á, đánh lúc mà đánh lái nguội á, lúc mà đánh lái nguội thì nó sẽ rất là nhẹ nha và nó sẽ biến thiên từ từ lên, biến thiên từ từ lên khi quý chị tăng tốc độ á. Chó quá. Ok, em quay lại, em quay sơ một xíu về xe, giới thiệu sơ một xíu về xe nữa quý chị nhé. Nãy anh bảo vệ cũng nhắc nhở em lấy ra ngoài em đánh một vòng. Thì rất thích quý vị. Động cơ chỉ 1.6 thôi nha quý chị nhé. Động cơ 1.6 turbo rất tiết kiệm nhiên liệu quý anh chị ơi. Con này
Chỉ có nếu mà đi trong phố nha, nếu đi trong phố thì đi khoảng rơi vô tầm 7-8 lít trên 100 cây, 8-9 lít á, 8-9 lít là đi trong phố. Còn nếu mà 1.6 mà quý anh chị mà đi đường trường á, với động cơ 1.6 turbo này mà đi đường trường thì chỉ có mất khoảng 5 đến 6 lít thôi quý chị, động cơ nhỏ mà có 1.6 thôi quý chị, mà đi rất khỏe nha quý chị nha. Nãy quý chị đi đó, em chạy nãy giờ quý chị xem đó nè, tăng tốc nè, giờ kiểu cảm giác tăng tốc rất là khỏe quý anh chị. Xin phép quay một xíu về xe nữa quý chị nhé. À, thì như nãy em giới thiệu sơ qua rồi những option của xe và những cái công năng của xe, thì con này em quay thì đang bán là 956, và quý anh chị nếu muốn vay ngân hàng á thì quý anh chị trả trước đâu đó khoảng con này là 960, quý anh chị trả trước là khoảng 330 đến 350 để nhận được xe nha quý anh chị nhé. 330 đến 350 thì nhận được xe rồi. Quý anh chị nào mà tham khảo dòng này thì alo cho em quen theo số điện thoại 0377652627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Em cảm ơn tất cả quý anh chị theo dõi hết video của em Quang. Em Quang xin nhắc lại đây là Peugeot 5008 nha quý anh chị, xe 7 chỗ nha, trồng 5 cộng 2, sản xuất là 2022 nha quý anh chị, xe đi 42.000 km rồi. À, giá bán thì Quang đã chào cho bán là 960 triệu, còn thương lượng chút đỉnh nha quý anh chị nhé. Quý anh chị nào theo dõi video của em Quang xin cho em xin một lượt đăng ký kênh nha, cho em ủng hộ em Quang thời gian ra được nhiều video hơn. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị clip tiếp theo.